Cô vui mừng chào đón các con đã quay trở lại với khóa học lớp 5 của olm.vn. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sắt, gang, thép các con nhé. Sắt, gang và thép cũng là các vật liệu rất phổ biến mà các con có thể thấy nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Vậy, nguồn gốc và các tính chất của chúng như thế nào? Ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn qua đoạn thông tin sau nhé. Trước khi đọc đoạn thông tin, cô muốn các con lưu ý để trả lời các câu hỏi sau. Thứ nhất, trong tự nhiên, sắt có ở đâu? Thứ hai, gang, thép có thành phần nào chung? Và câu hỏi thứ ba, gang và thép thì khác nhau ở điểm nào? Bây giờ ta cùng đọc và các con có thể lấy bút chì, gạch chân hay ghi lại các thông tin hỗ trợ trả lời các câu hỏi trên nhé. Sắt là kim loại có tính dẻo, dễ uốn, dễ kéo thành sợi, dễ rèn, dập. Sắt màu trắng xám, có ánh kim. Trong tự nhiên, sắt có trong các thiên thạch, là khối chất rắn từ ngoài trái đất rơi xuống và có trong các quặng sắt. Quặng sắt được dùng để sản xuất ra gang và thép. Gang là hợp kim của sắt và carbon. Gang rất cứng, giòn, không thể uốn hay kéo thành sợi. Thép cũng là hợp kim của sắt và carbon, nhưng được loại bớt carbon so với gang và thêm vào đó một số chất khác. Thép có tính chất cứng, bền, dẻo, có loại thép bị rỉ trong không khí ẩm, nhưng cũng có loại thép không bị rỉ. Qua đoạn thông tin vừa rồi, các con hãy cho cô biết, trong tự nhiên, sắt có ở đâu? Rất chính xác, trong tự nhiên, sắt có trong các thiên thạch và các quặng sắt. Trên hình này, các con thấy một thiên thạch đang bay về phía trái đất. Thiên thạch có thể chứa nhiều chất khác nhau, trong đó một số thiên thạch thì chứa tới 98% là sắt. Còn đây là hình ảnh khai thác ở mỏ quặng sắt. Các con biết không, mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam nằm ở huyện Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh đấy. Tiếp theo, trong đoạn thông tin này có nói quặng sắt được dùng để sản xuất ra gang và thép. Các con hãy tìm ra điểm giống nhau và khác nhau của gang và thép nhé. Đúng rồi, điểm chung của gang và thép là chúng đều là hợp kim của sắt và carbon. Tuy nhiên, có sự khác nhau về tỷ lệ carbon làm cho tính chất của chúng khác nhau. Gang thì trong thành phần có nhiều carbon hơn thép. Gang cứng, giòn, không thể uốn hay kéo thành sợi. Thế còn thép trong thành phần có ít carbon hơn gang, ngoài ra còn có thêm một số chất khác nữa. Thép thì cứng, bền, dẻo, có loại bị rỉ nhưng cũng có loại không bị rỉ. Trong sản xuất và đời sống, chúng ta sử dụng sắt dưới dạng hợp kim là chủ yếu. Các con có thể nghe thấy đường sắt hay hàng rào sắt. Tuy nhiên, chúng đều không phải là sắt kim loại, mà thực chất được làm từ thép, tức là hợp kim của sắt. Gang và thép còn được dùng để chế tạo nhiều đồ dùng khác nữa. Các con hãy quan sát hình sau đây và cho cô biết gang, thép được dùng để làm các đồ dùng nào. Chính xác rồi, ở đây ta có 3 dụng cụ được làm từ gang hoặc thép. Cái nồi này thì được làm từ gang, kéo được làm từ thép và cái cơ lê được làm từ thép. Lưu ý là gang thì cứng và giòn, thép thì có tính bền và dẻo hơn. Các con cũng có thể kể thêm nhiều đồ dùng, dụng cụ khác được làm từ gang và thép. Người ta cũng sử dụng gang, thép trong xây dựng nhà cửa, cầu đường, sản xuất các loại máy móc, tàu xe đấy các con ạ. Như vậy chúng ta thấy gang và thép rất phổ biến và có vai trò quan trọng đúng không nào? Tuy nhiên các con để ý thấy trong nhà mình có một số vật dụng bằng thép như là dao, kéo, cuốc khi dùng được một thời gian thì dễ bị rỉ. Nên để bảo quản chúng, sau khi sử dụng xong, cần rửa sạch và cất ở nơi khô ráo. Ngoài ra, các đồ dùng bằng gang như ta đã biết thì giòn và dễ vỡ nên cũng cần cẩn thận khi sử dụng và cần bảo quản tránh rơi và đập nhé.
Như vậy qua vài ngày hôm nay, các con đã nắm được nguồn gốc của sắt, gang, thép và một số tính chất của chúng. Các con cũng kể tên được một số dụng cụ, máy móc, đồ dùng từ gang và thép và nêu được cách bảo quản đồ dùng bằng gang, thép ở trong gia đình. Các con hãy ôn lại bài bằng cách tự trả lời các câu hỏi ở trong sách giáo khoa nhé. Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo trên olm.vn.